Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 9 tháng 8, Công an xã Sóc, huyện Đắk Lây phát hiện xe ô tô do đối tượng Triệu Đức Hùng điều khiển có dấu hiệu vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 nên tiến hành kiểm tra và có biện pháp xử lý. Trước đó, vào chiều ngày 8 tháng 8, tại chốt liên ngành số 2 Đèo Lò Xo thuộc địa phận xã Đắk Man, ông Triệu Đức Hùng trú tại thôn Viêm Đông, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam điều khiển xe ô tô tải biển số 92C-17014 đến chốt khai báo y tế, ghi biên bản cam kết không dừng chân tại địa bàn tỉnh Kon Tum. Nhưng sau đó ông Hùng không chấp hành, dừng xe tại quán cơm 36 thuộc xã Đắk Bét để mua cơm. Đến khoảng 9 giờ sáng ngày 9 tháng 8, đối tượng di chuyển vào hai hộ gia đình tại xã Đắk Chon và xã Sốp, huyện Đắk Lây để vận chuyển 31 con heo thịt. Phát hiện dấu hiệu vi phạm, lực lượng công an xã Sốp phối hợp với đội an ninh công an huyện Đắk Lây tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 18 triệu đồng. Về xử lý vụ này thì chúng tôi đã xem xét xử lý về luật giao thông thì thấy rằng cái hành vi này chỉ xử phạt không giữ xe thì chúng tôi đã tiến hành là cho xe chạy lên đến chốt của đèo Đắk Man và cho người ta đổi tài, người ta chạy cái xe đấy về lại địa phương của người ta là nơi xuất phát. Còn lại đối tượng sau khi mà chạy lên thì chúng tôi đưa vào cách ly tập trung ngay theo đúng quy định của COVID. Qua vụ việc này, để chủ động ngăn chặn và xử lý kịp thời trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, hơn lúc nào hết, tinh thần cảnh giác cao độ là hết sức cần thiết để phòng tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.